đây là tinh dầu quả bơ. Tinh dầu quả bơ này chiết xuất 99,6%, chiết xuất 99,6% từ quả bơ, cho nên nó rất là tốt cho chúng ta, tốt cho làn da nè, tốt cho mái tóc nè, tốt cho móng tay nè. Và đặc biệt là với tinh dầu quả bơ này á, ngay kể cả bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh cũng có thể sử dụng được, bởi vì nó chiết xuất từ 99,6% là tinh chất từ quả bơ. Xài rất là tiết kiệm. Một cái chai tinh dầu như thế này là 30ml chúng ta có thể sử dụng trong 6 tháng luôn. Tại vì mỗi lần sử dụng á, chúng ta chỉ cần lấy ra từ 2 đến 3 giọt thôi. Chúng ta thoa nhẹ lên làn da của chúng ta cho nó thẩm thấu. Thì nếu như da chúng ta có những tình trạng là da khô nè, bong tróc nè, nứt nẻ nè, da mà bắt đầu bị lão hóa nè, thì chúng ta có thể sử dụng cái tinh dầu quả bơ này làm da của chúng ta mịn màng, căng hồng tự nhiên, phục hồi lại làn da hư tổn của chúng ta ha. Xài 6 tháng nữa đó quý vị, biết chừng nào mới hết đúng không? Một điều mà Tường Tường luôn luôn muốn nhấn mạnh với quý vị là khi chúng ta mua những sản phẩm của Skin Isaac thì chúng ta yên tâm. Yên tâm là sao? 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc, có giấy kiểm nghiệm của Bộ Y tế, có